Tuần này, chúng ta sẽ được theo dõi màn đối đầu đầy thú vị giữa cặp ứng viên Đinh Ngọc Thắng và Phạm Thị Thúy Vi. Cả hai ứng viên đều hoạt động trong lĩnh vực marketing và đã có nhiều trải nghiệm ở các vị trí, cấp bậc khác nhau với chủ đề tranh biện, bạn đồng tình hay phản đối quan điểm, nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình. Ai sẽ đồng tình, ai lựa chọn phản đối? Em hoàn toàn phản đối quan điểm này, sếp và cả nhân viên đều phải là ngồi xem lại mình. Xem lại mình ở đây là xem lại như thế nào? Nếu xem lại mình là một cái lỗi để nhân viên nghỉ việc thì không nên. Còn những nhân viên mà có cái biểu hiện không tốt thì mình không cần phải xem xét. Và tại sao bạn đó có bộ phận mình không tốt, anh vẫn sẽ cân nhắc? Em cũng đã từng bao giờ nói xấu sếp mình và doanh nghiệp đó chưa? Nói thẳng với sếp luôn. Con người mình ai cũng có lòng tham và doanh nghiệp nào cũng có vấn đề. Ứng viên nào xuất sắc nhận được tấm vé vào vòng trong? Câu trả lời sẽ có ngay bây giờ. Máy tươi bảo ngọc cho ngày mới đầy năng lượng. Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với Cơ hội cho ai, Who Chess mùa thứ 5. Và tôi là Tiến Dũng, người dẫn chương trình. Thưa quý vị, ngay sau đây chúng ta sẽ cùng chào đón sự xuất hiện của 6 sếp trong Cơ hội cho ai mùa thứ 5. Với mục tiêu phát triển Bảo Ngọc trở thành tập đoàn đa quốc gia trong lĩnh vực nuôi trồng, chế biến thực phẩm, đồ uống và thương mại xuất nhập khẩu, chúng tôi đã luôn nỗ lực cải thiện chất lượng với nhiều hương vị mới, mẫu mã đa dạng, bao bì hấp dẫn nhằm thực hiện sứ mệnh nâng cao sức khỏe cộng đồng, mang lại những giá trị tốt nhất cho khách hàng. Bằng sự tâm huyết và dày công nghiên cứu của đội ngũ marketing R&D, chúng tôi đã thành công trong việc kết hợp đưa các dược liệu quý vào sản phẩm tiêu dùng thiết yếu nhằm phòng ngừa bệnh tật và tốt cho sức khỏe. Với tinh thần là người trẻ tiếp nối truyền thống, tôi hy vọng bằng nhiệt huyết và trải nghiệm của mình có thể giúp các bạn trẻ có những lời khuyên hữu ích phát triển bản thân và nghề nghiệp. Tập đoàn là nơi khai phóng tiềm năng ở mỗi con người, tìm kiếm những nhân sự có nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc, trình độ, thái độ, tốc độ thì chúng tôi luôn đề cao yếu tố làm việc bằng tất cả niềm đam mê. Mỗi cá nhân sẽ có một nghĩa khác nhau về thời trang. Nhưng mà đối với tôi, thời trang nghĩa là những sản phẩm may mặc giúp chủ nhân của nó cảm thấy tự tin nhất khi khoác lên người. IV Moda đang bước vào giai đoạn chuyển mình bứt phá, trở thành một doanh nghiệp bán lẻ thời trang đạt chuẩn quốc tế hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi đã và đang đầu tư và nâng cấp chất lượng sản phẩm vốn là thế mạnh của thương hiệu, kết hợp với những đối tác uy tín, đồng thời phát triển các dự án thăm dò ý kiến giúp trải nghiệm khách hàng trở nên ngày một tốt hơn. Sứ mệnh của công ty là giúp khách hàng tạo dựng phong cách bằng những tuyên ngôn thời trang của bản thân mình. Sự kiên trì, chính trực, không ngừng sáng tạo là những nền tảng cốt lõi để tạo ra những giá trị đích thực cho khách hàng và thương hiệu. Chúng tôi tìm kiếm những nhân sự mà có thể thấy rõ được cái sự đam mê, quyết liệt trong lần giao tiếp đầu tiên. Chúng tôi sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường tìm kiếm phiên bản tốt nhất của chính mình. Năm với tinh thần tiên phong và phụng sự, tập đoàn giáo dục Atlantic đã và đang hàng ngày, hàng giờ theo đuổi sứ mệnh giáo dục Việt cho tương lai Việt. Chúng tôi mong muốn đồng hành cùng hàng triệu học sinh và tạo nên một thế hệ trẻ tự tin, hội nhập giàu có, thành công và hạnh phúc với tiếng Anh thành thạo và kỹ năng vượt trội. Để chạm tới thành công, ngoài kiến thức và kinh nghiệm thì sự chăm chỉ, kỷ luật, nỗ lực và tập trung là yếu tố tiên quyết. Đến với Cơ hội cho ai, tôi mong muốn tìm kiếm các nhân sự phù hợp với một tập thể đa ngôn ngữ, đa văn hóa, đa quốc tịch và không ngại thử thách. Tôi yêu những bạn trẻ Gen Z đầy năng lượng, tích cực, thông minh, sáng tạo và luôn lấy thành quả để chứng minh. Tại DST chúng tôi có gì? Nghiên cứu khoa học và xuất bản sách. Sản xuất các chương trình truyền hình thực tế về thời trang và sắc đẹp. Không ngừng tiến bước, nắm bắt xu thế dẫn đầu. Không ngại khó khăn, trèo lên đỉnh cao vinh quang. Từng bước chinh phục địa hạt điện ảnh.
miệt mài lao động, tạo nên mỹ phẩm Việt cho người Việt. Các bạn đã sẵn sàng bứt phá cùng Dược Sĩ Tiến. Chúng tôi là một nhà mạng công nghệ thế hệ mới. Chúng tôi làm một cuộc cách mạng về viễn thông. Tại Local, chúng tôi tập trung tạo ra những cái sản phẩm về dịch vụ số để giúp người dân trải nghiệm những cái chuyển đổi số về cuộc sống của mình một cách dễ dàng và cũng giúp để giới thiệu những điều hay nhất của Việt Nam ra thế giới. Cái yếu tố đầu tiên chúng tôi lựa chọn những ứng viên là chắc chắn nó sẽ phải là sự đam mê, chinh phục những cái mới. Các bạn phải thực sự là chính mình và các bạn sẽ nhận được rất nhiều lời khuyên nếu như các bạn thực sự chứng minh được mình là một người muốn phát triển trong những cái tổ chức của các sếp. Triết lý kinh doanh và sứ mệnh công ty DS Food rất đơn giản. Mang những sản phẩm gia vị sạch vùng miền đến với những người tiêu dùng trên cả nước và cả ra nước ngoài. Và mình cũng muốn mang đến cho các bạn trẻ một cái cơ hội làm việc trong DS Food. Công ty mình rất cần những bạn chăm chỉ, năng động, khát khao cùng mang cái gia vị vùng miền sạch Việt Nam ra thế giới. Mình nghĩ đối với các ứng viên thì mình thích nhất là cái tính trung thực, chăm chỉ và tất nhiên có cả sự thông minh. Đấy là những quan trọng nhất, còn kỹ năng thì có thể học sau. Ngay sau đây chúng ta cùng chào đón sự xuất hiện của cặp ứng viên trong vòng thi đối mặt. Xin mời! Đinh Ngọc Thắng, 30 tuổi, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp ngành nghệ thuật sân khấu tại Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 7 năm kinh nghiệm trong ngành marketing. Có thế mạnh về truyền thông đa phương tiện, lên ý tưởng và kế hoạch sản xuất TVC cho chiến dịch quảng cáo ô tô. 3 năm làm việc tại tập đoàn ô tô. Hơn 2 năm ở vị trí quản lý, trưởng phòng marketing. Mục tiêu của tôi khi tới đây là muốn tìm kiếm một cái công ty và một người sếp mình có thể gắn bó lâu dài. Tôi luôn mong muốn ở một cái môi trường làm việc hoặc luôn cố gắng tạo được cái môi trường làm việc mình có sự hòa đồng, thoải mái và gắn kết hết mọi người. Phạm Thị Thúy Vi, 27 tuổi, đến từ Tiền Giang. Tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh thương mại tại Đại học Nguyễn Tất Thành. 2 năm làm việc trong ngành giáo dục, vị trí nhân viên nghiên cứu ứng dụng. Hơn 3 năm làm việc trong ngành marketing với các vị trí nhân viên sáng tạo nội dung, quản lý truyền thông đa nền tảng, tham gia vào đội ngũ cốt lõi trong các dự án startup về công nghệ và kinh doanh F&B. Đồng dịch giả quyển sách Khuất phục tử thần xuất bản năm 2020. Sắp tới đây thì tôi sẽ được đối mặt với các sếp thì tôi cảm thấy hơi hồi hộp. Tuy nhiên là tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu của mình. Ngoài những yếu tố chuyên môn đặc thù về ngành nghề, tôi cũng chuẩn bị một cái tinh thần rất là lạc quan cũng như là tích cực để mong muốn là truyền cái nguồn cảm hứng này vào doanh nghiệp của các sếp cũng như là các sếp sẽ cảm nhận được cái khả năng cũng như cái năng lực của tôi và có một vị trí phù hợp trong doanh nghiệp của các sếp. Em chào các sếp, em là Thắng, năm nay em 30 tuổi. Em có khoảng hơn 7 năm làm trong ngành marketing và nhiều vị trí. Vị trí cao nhất em đạt được là vị trí trưởng phòng marketing, quản lý 16 nhân sự. Con số mà gần đây nhất em cho làm marketing là chuyển đổi, là ngân sách marketing cho khoảng 30 triệu, chuyển đổi doanh thu là khoảng từ 750 triệu cho đến 1 tỷ 2 cho ngành ô tô. Còn thế mạnh của em là thế mạnh về multimedia. Vì sao em mạnh? Vì thứ nhất là em tốt nghiệp trường Cao đẳng sân khấu điện ảnh, nên là điện ảnh là một phần của em. Thứ hai là em có khoảng hơn 2 năm rưỡi về làm các hoạt động TVC concept hình ảnh cho một tập đoàn phân phối ô tô lớn nhất ở Việt Nam mình. Nên em có khá nhiều cái kinh nghiệm về làm video cũng như hình ảnh. Xin chào các sếp, em xin tự giới thiệu, em tên là Phạm Thị Thúy Vi, năm nay em 27 tuổi. Em đã trải qua hơn 1/3 cuộc đời của mình với những cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Và em rất là tự hào về điều này bởi vì em đã trải nghiệm qua rất nhiều công việc. Thì em là nhân viên nghiên cứu ứng dụng cho một cái tập đoàn về văn phòng phẩm. Sau đó thì từ công việc này em thấy mình có nguồn cảm hứng đặc biệt đối với content marketing cho nên em quyết định chuyển hướng. Ở một cái vị trí gần đây nhất thì em được đảm nhiệm vị trí là CEO Assistant của một doanh nghiệp F&B về cà phê và homestay. Dưới cái sự hướng dẫn và hỗ trợ của CEO thì em được kiêm nhiệm thêm vị trí về nhân sự và quản lý vận hành cho doanh nghiệp.
Bởi vì em đã sống trong cái vùng an toàn của mình quá lâu rồi, cho nên em hy vọng hôm nay em sẽ thật sự có thể cống hiến vào cái mục tiêu chung của doanh nghiệp. Em xin cảm ơn ạ. Ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với chủ đề của chương trình. Xin mời. Có quan điểm cho rằng nhân viên nghỉ việc, sếp nên xem lại mình. Bạn đồng tình hay phản đối quan điểm trên? Ánh đèn spotlight của trường quay sẽ chọn ngẫu nhiên ra ứng viên trình bày quan điểm đầu tiên. Xin mời. Vâng, như vậy là ánh đèn đã dừng lại ở Thúy Vi. Bạn sẽ là người trình bày đầu tiên và 2 phút dành cho bạn bắt đầu. Em hoàn toàn phản đối quan điểm này. Sếp và cả nhân viên đều phải là ngồi xem lại mình. Thứ nhất là ở sếp, cái việc mà xem lại mình em không nghĩ đây là một điều tiêu cực, mà nó còn mang cả yếu tố tích cực. Sếp có thể xem lại mình là mình đã quản lý nhân viên này như thế nào. Cái nguồn gốc, cái nguyên nhân dẫn đến cái việc nghỉ việc chưa chắc là do sếp, có thể là do những nguyên nhân chủ quan từ nhân viên, có thể là bạn đó có những cái định hướng công việc mới. Ngoài ra, nếu mà vấn đề có thể phát sinh từ bản thân sếp thì cũng là một cái cơ hội rất là tốt để sếp có thể xem lại cái cách quản lý của mình cần điều chỉnh như thế nào để không lặp lại cái lỗi này trong tương lai dành cho những cái nhân viên mới. Dù là thích hay không thích nhân viên đó đi nữa thì em nghĩ cũng cần hỗ trợ trong quá trình nghỉ việc cho nhân viên. Bởi vì khi mà ứng viên bước ra khỏi doanh nghiệp mà được sếp rất là hỗ trợ trong quá trình làm việc, sẽ tránh khỏi được những cái việc mà phốt về công ty và kẻ xấu về công ty cũ. Ngoài ra, về góc độ nhân viên thì cũng cần xem lại là quá trình thể hiện của mình như thế nào. Cái nguồn cơ mà mình nghỉ việc là do bản thân mình hay là do sếp, hay là những cái chính sách mà công ty đã không đáp ứng được nhu cầu của mình. Nhưng mà lúc đầu vào, người sếp đó là người tuyển dụng. Nếu mà nhìn nhận không đúng thì nhân viên họ mới có những cái cá nhân mâu thuẫn phát sinh thêm. Chứ luôn luôn lòng người thì ai cũng có những cái ham muốn riêng, ai cũng muốn phát sinh thêm hết. Nếu nhân viên nghỉ việc vì cá nhân hay là vì khách quan hay chủ quan gì, sếp cũng có phải một phần trách nhiệm. Trong trường hợp này em nghĩ cả hai khía cạnh xem xét đều phải ở nhân viên và kể cả sếp luôn. Ở những cái giai đoạn đầu khi tuyển dụng, mình cần thiết phải làm rõ tất cả mọi thứ, tất cả những thỏa thuận, những quyền lợi mà nhân viên có thể nhận được khi vào công ty, và nếu mà tốt nhất thì hiển thực nó trên giấy tờ, sẽ là một cái điều xác minh, là một cái cam kết giữa nhân viên và sếp. Bạn nhân viên đó nghỉ việc thì có phải là lý do do sếp hay không? Anh thấy là nó có liên quan đến sếp. Tại vì nếu mà sếp không nắm rõ những quy định, những cái benefit mà công ty có, mà để cho bạn nhân viên đó hiểu lầm thì cũng một phần do lỗi sếp. Ngay sau đây sẽ đến phần trình bày quan điểm của Thắng. 2 phút dành cho em, bắt đầu. Em nghĩ là mình phải làm rõ câu hỏi xem lại mình ở đây là xem lại như thế nào. Nếu xem lại mình là một cái lỗi để nhân viên nghỉ việc thì không nên. Nhưng nếu xem lại mình là một cái cân nhắc và một cái bài học để cho tuyển dụng lần sau thì nên. Có một câu nói là nhân viên không nghỉ việc vì công ty, nhân viên nghỉ việc vì sếp. Sếp là một người tác động rất là lớn với nhân viên của mình. Nếu một công ty nó không tốt, nhưng mà có một người sếp tốt thì vẫn có thể níu giữ tình cảm cũng như là công sức làm việc của nhân viên, vì họ có được một người thầy và một người anh dẫn dắt tốt. Nhưng mà nếu không có thì rất có thể sức khỏe doanh nghiệp sẽ đi xuống, tại vì sếp là người quản lý trực tiếp. Em nghĩ sếp luôn luôn phải cân nhắc khi mà một nhân viên nghỉ việc, cân nhắc những cái việc là bài học và cũng như cân nhắc cái khoảng thời gian tươi đẹp mình đã trải qua với bạn nhân viên đó, để sau này connect, nói chuyện lại với nhau như một người thân tình. Cái chuyện nhân sự ra vào là một chuyện rất là bình thường trong một công ty. Vậy thì sếp lúc nào cũng phải luôn luôn xem lại mình. Khi mà có nhân viên nghỉ việc thì thành ra nó sẽ tạo nên một cái cảm giác rất là tiêu cực và mất thời gian dành cho sếp, trong khi sẽ có rất là nhiều công việc lớn cần sếp phải giải quyết, không ạ? Nếu mình đặt nó là xem lại mình là cái lỗi thì mình không nên xem lại, tại nó sẽ tốn thời gian và tiêu cực cho đến toàn thể cán bộ và anh em làm chung. Nên là xem lại mình theo một cách cân nhắc, và đó là một cái bài học để cho tuyển dụng lần sau sẽ phù hợp hơn. Chứ không phải là xem lại một cách là bạn nó nghỉ việc là lỗi do mình. Thì như vậy nó sẽ thay đổi khá là nhiều trong cái không khí làm việc và cả cái môi trường. Nếu đặt trường hợp là nhân viên có cái performance rất là tốt, cần nên xem xét, còn những nhân viên mà có cái biểu hiện không tốt thì mình không cần phải xem xét hay không? Nếu mà bạn đó đóng góp không tốt mà có performance không tốt thì do người sếp không phù hợp, cân nhắc vị trí không đúng. Chứ không phải là do bạn đó. Anh nghĩ ai cũng có giá trị riêng, một người lười biếng thì họ sẽ có cách làm riêng của người lười biếng. Thì anh vẫn sẽ cân nhắc là bạn đó đã đóng góp được gì, rút kinh nghiệm cho đợt sau mình sẽ tuyển dụng như thế nào phù hợp vị trí đó, và tại sao bạn đó có performance không tốt, anh vẫn sẽ cân nhắc nếu anh làm vị trí sếp. Tôi rất là cảm ơn Cơ hội cho ai đã ra một cái chủ đề mà tôi nghĩ là rất nhiều doanh nhân startup và những bạn sếp ở cấp trung hoặc cao cấp sẽ rất thấy thú vị cái chủ đề này. Em đã từng nghỉ việc tại doanh nghiệp nào chưa, và lý do nghỉ việc của em là gì, và khi rời khỏi doanh nghiệp đó thì em cũng đã từng bao giờ nói xấu sếp mình và doanh nghiệp đó chưa?
Cái việc nghỉ việc thì em đã trải qua ít nhất là đã 3 lần rồi. Chị hỏi là em có từng nói xấu sếp chưa thì em chắc chắn là có. Mà ở đây đặc biệt hơn là em nói xấu sếp nhưng mà em nói thẳng với sếp luôn. Tại vì em cũng khá là thẳng tính. Và cái người sếp em muốn nhắc tới thì ở một công ty khởi nghiệp. Nhưng mà cái điều mà làm cho em bức xúc ở đây là anh đó đã đánh mất đi cái niềm tin của em rất là lớn. Và em xem anh đó hơn cả một người sếp là một người anh của mình. Cho nên em quyết định là em sẽ nói thẳng với ảnh. Anh nên xem lại mình. Bởi vì đồng ý là công ty startup thì sẽ đeo đủ những cái ước mơ rất là lớn lao của chủ doanh nghiệp startup. Tuy nhiên anh phải nhìn lại về bộ máy và cách vận hành, về sản phẩm của mình, quy trình nó như thế nào. Và anh phải nhìn lại anh em của mình đã cố gắng như thế nào. Chứ anh không thể nào bay bổng với cái ước mơ của mình hoài được. Câu này thật sự nó khó với em. Từng nói xấu sếp chưa? Em nghĩ là có. Em từng có bản thời gian thanh niên trẻ nói xấu, bất đồng, nhảy việc. Con người mình ai cũng có lòng tham và doanh nghiệp nào cũng có vấn đề. Các sếp luôn có những câu chuyện riêng của mình mà các sếp không chia sẻ được. Hồi trẻ em đã từng có những nông nổi như vậy. Anh trở lại cái chủ đề này ha. Hai câu trả lời của tụi em thì câu của Vi á, là rất là nước đôi á. Tại vì cái chủ đề này cũng tranh cãi mà. Thì trả lời sao cũng được. Anh nghĩ 100% là sếp sai hết á. Em trả lời cho anh coi là có trường hợp nào lúc nhân viên nghỉ việc á là sếp không sai không? Cái việc mà sếp không có lỗi nhưng mà nhân viên vẫn nghỉ việc thì bản chất là như vậy. Em nghĩ rằng sẽ không có một nhân sự nào từ chối một cái môi trường làm việc tốt cho bản thân mình cả. Một khi nghỉ việc thì chắc chắn là cái môi trường đó nó có vấn đề. Thì nếu mà vấn đề không phải tự do sếp thì mình phải xem lại sếp đó là sếp nào, có thể là sếp trực tiếp hoặc là sếp cấp trung và sếp cấp cao hơn nữa. Thì có bao giờ sếp không sai không? Sếp không sai thì có nghĩa là vấn đề không phải đến từ sếp mà có thể đến từ những cái chính sách, những cái cơ chế hoạt động, những quy trình thuộc về doanh nghiệp vừa không, cho em. Nghĩ vậy lâu lắm. Thế thì anh muốn chia sẻ như vậy nè. Sếp sẽ luôn luôn có sếp của sếp, đúng không? Ngay cả tổng giám đốc hay gì thì cũng sẽ có hội đồng quản trị. Thế thì nếu mà anh nhìn từ phía góc cạnh của công ty, đối với một sếp nào đấy mà có một nhân viên nghỉ việc, có nghĩa là sếp đó đã làm mất 2 năm cơ hội của công ty đó, 3-6 tháng để tuyển được người, 3-6 tháng để coi người đó làm việc được hay không, thấy không làm được 3-6 tháng để người đó bắt đầu lục đục xin nghỉ hoặc là cho người ta nghỉ, 3-6 tháng để tuyển người khác. Em hiểu không? Thế thì đối với một người sếp mà để cho nhân viên mình nghỉ, tức là đã mất 2 năm cơ hội của công ty đấy, và là 2 năm cơ hội của một người khác có thể tốt hơn, phù hợp công việc đó hơn. Thì đó là cái cách nhìn của một nhà quản lý từ trên cao nhìn xuống thì thấy có thể là họ không sai đứng về mặt là phát triển nhân viên hoặc là quản lý nhân viên, nhưng đầu vào họ chọn sai. Hoặc là họ không sai về việc là phát triển nhân viên nhưng họ không giữ được nhân viên đấy. Thì trong quá trình mà em thấy là rất nhiều những công ty nhân sự mà làm ra những cái câu hỏi tại sao một nhân viên rời khỏi công ty hoặc là tại sao một nhân viên tham gia vào một công ty. Nó có 100 lý do rồi, họ xếp hạng thứ nhất là tiền lương, rồi lương bổng hoặc là phúc lợi. Cái số 2 nó sẽ đến từ việc là cái cơ hội phát triển nghề nghiệp, cái môi trường làm việc, cái thứ 3 là sếp, cái thứ 4 vân vân. Nhưng mà gom lại hết á, nó sẽ là 3 yếu tố của công việc nhân sự. Thứ nhất là em tuyển được người, thứ 2 là em phát triển được người đó, và thứ 3 là nhân sự sẽ phải giữ được người đó. Thì coi trong 3 quá trình đấy chỗ nào sai, mà sai một cái là sẽ mất 2 năm. Hỏi cho Thắng thì anh thích cái cách tiếp cận của em rất là thực tế. Mà nếu em là sếp, riết là không ai nghỉ hết, hay công ty em không ai nghỉ hết, em có cần xem lại mình không? Chứ giờ đừng tưởng nghỉ ít là hay đâu. Vâng. Không ai nghỉ hết mới mệt. Cũng căng. Cái đấy cũng căng, vâng. Nếu mà một công ty không ai nghỉ việc thì mình nên nhìn nhận lại mình khá là nhiều. Có 2 vấn đề. Thứ nhất là sức khỏe doanh nghiệp sẽ không có. Tại vì theo nhu cầu tháp sinh học thì lúc nào cũng phải có đào thải. Có phần phát triển già đi thì phải có phần trẻ phát triển lên. Thì một doanh nghiệp cũng giống như là một quần thể, một con người thì sẽ có những bộ phận già đi, yếu và phải cần thay đổi. Thứ hai, nếu mà một doanh nghiệp không có người thay đổi thì sếp phải là người ra đi. Tại vì sếp không tạo được cái sự thay đổi cho một doanh nghiệp của mình. Nên vấn đề mà thay đổi con người và có đào thải nhân viên, sa thải là một cái quy luật tất yếu của cuộc sống. Nhưng mà sếp vẫn phải nhìn lại nếu nhân viên công ty không có sự thay đổi. Tôi thấy là bạn Đinh Ngọc Thắng cũng thay đổi vị trí công việc khá là nhiều và bạn khá là đa năng. Bởi vì bạn tốt nghiệp cao đẳng sân khấu điện ảnh cho nên bạn có tư duy về multimedia, bạn biết cách dựng, bạn có thể có vai trò của một biên tập. Đồng thời bạn cũng có cái kỹ năng của marketing nữa. Nhưng cái vấn đề mà tôi muốn biết trước khi tôi quyết định là tôi có nhận bạn về doanh nghiệp của mình hay không á, đó là bạn đang tìm kiếm cái điều gì?
Em nghĩ ai đi làm đều vì hai thứ, một là vì danh, hai là vì lợi. Hiện em đang muốn là vì danh. Em đang muốn là một con người mà gắn bó với một doanh nghiệp. Và sau này khi doanh nghiệp phát triển lên thành một tập đoàn thì em sẽ là người người ta nhắc đến, đóng góp của tập đoàn đó. Các sếp bây giờ sẽ đưa ra bình chọn của mình. Xin mời các sếp. Và chúng ta hãy cùng xem kết quả bình chọn. Xin mời. Vâng, như vậy là một kết quả rất xích sao. 4 trên 7 dành cho bạn Đinh Ngọc Thắng và 3 trên 7 dành cho bạn Thúy Vi. Vâng. Cho tôi được có một vài lời với Thúy Vi nhé. Anh cũng là cái người đã vote cho em. Và anh có một cái lời khuyên với em như vậy nè. Em không cần thiết phải bước ra khỏi vùng an toàn của mình. Đối với anh, cái cách để phát triển bản thân không phải là bước ra khỏi vùng an toàn. Bởi vì chúng ta chỉ làm tốt nhất những gì ở trong vùng an toàn của mình thôi. Cái điều em cần làm đó là phải mở rộng cái vùng an toàn của mình ra, thay vì bước ra khỏi nó. Cho nên là anh hy vọng là ở ngày hôm nay anh không có cơ hội được ký hợp đồng trực tiếp với em tại đây. Thì sau ra ngoài chương trình anh muốn làm việc với em, để anh sẽ giúp em mở rộng cái vùng an toàn của mình. À, cảm ơn Sếp Tiến. Anh Thắng là một người có rất là nhiều kinh nghiệm và anh hoàn toàn xứng đáng với kết quả này. Thật sự là đến giờ phút này thì tôi cảm thấy rất là vui, bởi vì được các sếp cho rất là nhiều kinh nghiệm qua những cái phần phản biện. Tôi cũng rất là biết ơn bởi vì sếp Tiến đã mở lời cho một cái offer sau chương trình. Thì tôi xem đây cũng là một cái cơ hội cho mình, chứ không hẳn là phải đi đến vòng cuối cùng của chương trình. Chúc mừng Thắng. Trong phần bình chọn của các sếp thì em đã là người chiến thắng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo có tên là Chinh Phục. Xin mời em nhập mức lương kỳ vọng của mình. Rồi, thông tin đã lưu, xin mời em trở lại sân khấu. Em muốn apply vào vị trí nào và cái vị trí mà em muốn vươn lên trong doanh nghiệp là vị trí nào và mất bao lâu? Hiện tại thì em đang có hai vị trí mong muốn. Thứ nhất là phụ trách về phòng marketing, thứ hai là phụ trách về media. Mảng multimedia là một trong những cái mảng thế mạnh và mảng em gọi là đam mê. Nên đây là hai vị trí em mong muốn được tham gia cùng với các sếp. Là em sẽ có khoảng 2 năm em sẽ cống hiến nhiệt huyết và làm hết sức những cái mình có thể. Cái kế hoạch em sau 2 năm em có thể là luân chuyển vào vị trí khác, bộ phận khác, làm một cái vị trí cố vấn cũng được. Nhưng mà sau 2 năm đó em muốn là mình là một người gắn bó doanh nghiệp, gắn bó theo cái dạng mình luôn luôn đồng hành và phát triển để sau này doanh nghiệp thành một cái tập đoàn lớn hơn thì luôn luôn nhắc tên. Và em có sẵn sàng ra Hà Nội làm việc không? Ra ngoài Hà Nội cái đó không phải là vấn đề gì to. Hiện tại thì em đang ở Bình Dương nên vấn đề đi xa nhà ngắn hạn hay dài hạn thì không phải là vấn đề với em. À, anh thấy trong CV của em thì em đã lên đến cái vị trí marketing manager. Dạ. Tuy nhiên là ở trong chương trình này em lại đang apply đến vị trí truyền thông nội bộ. Thì anh thấy đây là một cái quyết định nó có một cái gì đó nó quá an toàn. Em cho anh biết cái lý do tại sao mày em chia sẻ về vị trí này. Ở trong CV em là phụ trách marketing cho một cái công ty tập đoàn quản lý 16 nhân sự. Em mong muốn là sẽ phụ trách cái vị trí em apply vô các doanh nghiệp, các sếp thì sẽ phụ trách về media hoặc là phụ trách về marketing. Phụ trách chứ em không nói là trưởng phòng hay một vị trí gì hết. Thứ hai thì em có tìm hiểu thì các sếp làm ngành khác với em. Em làm khoảng hơn gần 8 năm về kinh nghiệm marketing, nhưng trong đó 4 năm em làm về ngành ô tô. Nên là trái ngành nó sẽ là một bài toán khác, nó câu chuyện khác. Cái vị trí truyền thông nội bộ đối với em đó là một phương án marketing có hiệu quả. Như một cái thẩm mỹ viện nào ở gần đây, họ truyền thông và hát những cái bài vè và nổi viral trên mạng xã hội rất là nhiều. Truyền thông nội bộ mình đừng nhìn nó theo khía cạnh là truyền thông nhân sự và giữ nhân sự, mà hãy nghĩ đó là một cách marketing cho đối thủ biết. Tại vì khi mà những cái người nhân sự mà trong ngành họ sẽ ít quan tâm về sản phẩm nhiều hơn là quan tâm về đời sống. Họ sẽ quan tâm đời sống doanh nghiệp và đời sống doanh nghiệp sẽ coi qua những cái kênh truyền thông nội bộ như là TikTok hay là những cái bài đăng về nội bộ nhiều hơn. Nên vị trí truyền thông nội bộ cũng là một trong 3 vị trí em sẽ muốn hướng tới. Tất cả những ngành ở đây sẽ là những ngành rất là rộng đứng về mặt khách hàng. Ví dụ như đối với Asim thì nó sẽ là nhà mạng, viễn thông có hàng triệu khách hàng, hoặc là đài truyền hình thì cũng có hàng triệu khách hàng, thời trang ở FMCG và ngành dược, đúng không? Thì như vậy anh mới thấy là từ một ngành hẹp, nếu mà em muốn công việc của những sếp này thì tức là em phát triển ra một ngành rộng hơn rất nhiều.
cộng thêm là em sẽ phải học một cái mới. Học từ cái việc là mở rộng quy mô công việc cũng như là mở rộng cái quy mô một cái ngành mới. Thế thì anh thấy em nhấn đi nhấn lại, em sẽ cống hiến hết mình trong vòng 2 năm, đúng không? Sau đó em làm cố vấn, từ đâu cho em cái suy nghĩ đấy? Doanh nghiệp luôn có phải sự thay đổi về nhân sự. Về marketing cũng vậy, họ phải có thay đổi về nhân sự liên tục để thay đổi cái luồng gió mới. Thay đổi nói về cố vấn thì có thể là em từ một chức vụ trưởng phòng marketing sẽ thành phó phòng marketing cũng được. Tại vì nếu mà em lèo lái một con thuyền marketing một mình em và độc tôn mình em một thời gian thì doanh nghiệp nó sẽ mang hơi hướng của em. Nên em nghĩ doanh nghiệp cần thay đổi cái điều đó để em đi xuống một bước là em là người cố vấn và nắm giữ ADN của doanh nghiệp, hỗ trợ, bổ sung và đi theo thế nào đúng. Anh mặc dù là lúc đầu anh cũng đánh giá em rất cao, nhưng mà anh thấy em cũng có thể cũng trong cái giai đoạn mà đang bị mâu thuẫn. Em đang là marketing manager nhưng em tự đặt mình vào một cái vị trí truyền thông nội bộ để làm sao đi học, đi tiếp cận với cả những cái ngành nghề mới không phải là lĩnh vực chuyên môn của em. Nhưng ngược lại sau đó thì em lại nghĩ là đưa ra mục tiêu giống như câu hỏi của anh Chí. 2 năm em đã muốn đi làm cố vấn rồi, 2 năm học chưa xong đâu em. Anh nghĩ là các sếp hỏi câu này, cái em đưa ra cái vị trí cố vấn nó hơi sai một chút. Em nghĩ là sau 2 năm em phải tiến lên, thay đổi vị trí, chứ không dừng lại tại chỗ. Trên cái từ đây là câu từ thôi, em có thể nói rõ các sếp là sau 2 năm em muốn tiến lên phía trước, lên vị trí phó phòng hoặc trưởng phòng hoặc một vị trí khác cao hơn. Chứ từ cố vấn các sếp hơi hiểu nhầm là cố vấn là lùi lại, là có thể không làm full time, có thể không gắn bó với công ty. Cái này anh nghĩ là sai về câu từ thôi, chứ không phải là sai về ý nghĩa đâu. Không cần giới hạn 2 năm hay bao nhiêu năm, mà quan trọng là giao cho em một nhiệm vụ và đưa ra cho em một mục tiêu, thì em hãy bằng mọi giá để đưa mục tiêu đấy đạt được thành công bằng được, trước khi để em chinh phục mục tiêu khác. Thì em có đồng ý với quan điểm làm việc như vậy không? Em chia sẻ mở rộng câu chuyện này thêm, thì nhiều sếp nghĩ là câu chuyện Gen Z nhảy việc là đúng hay sai. Thì đối với em thì họ không sai. Họ có mục tiêu của họ. Mục tiêu của họ là kiếm được 10 tỷ trong vòng 3-4 năm gì đó. Thì miễn họ nhảy bao nhiêu việc cũng được. Nhưng mà họ có mục tiêu là đạt được 10 tỷ trong vòng 3 năm. Họ bám trụ mục tiêu đó là được. Và em cũng vậy. Em xác định mục tiêu. Còn cái việc mà em làm thay đổi ở vị trí này ABCZ, nhưng mà đáp ứng được mục tiêu đưa công ty lên tới đâu, cái mức đó là cái mục tiêu của em thôi. Anh vẫn muốn là em sẽ chứng minh được bản thân mình khi mà join vào các doanh nghiệp khác với ngành nghề khác thì em sẽ tiếp cận bằng cách nào và lộ trình của em để em có thể đảm nhận được những vị trí mà công ty giao cho em. Nếu mà bắt đầu một ngành mới thì em sẽ bắt đầu từ sản phẩm mình kinh doanh của ngành nghiệp kinh doanh trước. Sau khi hiểu rõ về sản phẩm em sẽ bắt đầu từ những cái người nhân sự, nhân viên khi mà mình hoạt động chung. Tại vì họ sẽ hiểu cái quy trình, cái nhịp làm việc của doanh nghiệp của mình như thế nào. Và cuối cùng em nghĩ là em sẽ dành 3 tháng đầu để thích nghi với doanh nghiệp. Sau thích nghi xong thì em sẽ bắt đầu làm những cái chiến dịch mà có thể thấy được cái năng lực của mình. Cái chiến dịch mình làm có hiệu quả như thế nào để tăng trưởng doanh thu. Và sau khi tăng trưởng doanh thu rồi thì em bắt đầu làm những cái bộ máy marketing của mình hoạt động hoàn chỉnh để có thể làm một cái vận hành trơn tru ở sau này, tương lai. Vâng. Theo anh ấy, em trả lời rất logic và rất là dũng cảm. Thì cũng ít người trả lời được là luôn luôn muốn tiến lên. Trong 2 năm em đặt ra một mục đích, nếu không đạt được hoặc em thăng tiến hoặc em không đạt được em sẽ rút lui. Thì cái đấy cái rất dũng cảm. Nhưng mà vì cái vị trí em ứng tuyển bên anh đã có rồi, cho nên chỉ đợi nếu mà sếp Hiếu không bấm xanh thì anh phải bấm xanh ủng hộ sếp Lan. Còn sếp Hiếu đã bấm xanh thì anh nhường lại cơ hội cho anh sếp. Thưa quý vị, như vậy là với 2 đèn xanh, xin chúc mừng bạn Thắng, bạn đã đến với vòng 3 có tên là Cơ hội cho ai. Ở vòng 2 thì có cái từ cố vấn thì được các sếp nhắc lại nhiều lần và tranh luận về vấn đề đó. Thực ra nếu mà mình có được thời gian nhiều hơn, mình sẽ tranh luận tiếp với các sếp về chứ từ cố vấn này. Chứ từ cố vấn ở đây là người nắm giữ ADN của công ty, nắm giữ cái cách thức hoạt động của công ty. Họ sẽ không đưa ra những cái con đường chiến lược nữa, mà họ sẽ luôn luôn đưa ra những lời khuyên chiến lược. Thì có lẽ cái chỗ này thì có thể là mình dùng từ sai, nhưng mà cũng có thể là các sếp hiểu sai ý mình. Nhưng mà nếu mà có thêm thời gian thì mình sẽ dành thêm thời gian để nói rõ hơn cái ý này ra cho các sếp hiểu cái từ cố vấn mình dùng ở đây là như thế nào. Và thưa quý vị, sau đây sẽ là phần các sếp đưa ra offer của mình. Xin mời sếp Lan và sếp Hiếu. Tôi sẽ offer cho bạn cái vị trí chuyên viên truyền thông nội bộ ở miền Nam thuộc team marketing. Cái mức lương tôi offer cho bạn sẽ dưới 100 triệu. Dưới 100 triệu? Cụ thể là trên 15 triệu. Trên 15 triệu và dưới 100 triệu, cái khoảng nó rộng quá.
Còn sếp Lan ạ? Chắc là cho tôi việc bí mật đi. Vị trí sẽ là leader của truyền thông nội bộ. Sau đây thì xin mời các sếp sẽ nhập con số chính xác mức lương offer của mình vào hệ thống. Các offer của các sếp đã được nhập vào hệ thống rồi, nhưng một con số rất quan trọng đó là mức lương kỳ vọng. Con số bí mật ứng viên của chúng tôi đã nhập vào chiếc vali ở trên bàn này. Và xin mời mức lương kỳ vọng của bạn Thắng. 23 triệu. Và sau đây sẽ là các offer của các sếp. Xin mời. Vị trí chuyên viên truyền thông nội bộ miền Nam, team marketing, và mức lương là 15.868.686 đồng. Hơi tiếc là thấp hơn mức 23 triệu, đồng nghĩa là deal với sếp Hiếu không thể chốt. Bạn chỉ còn một cơ hội. Xin mời mức offer của sếp Lan. 23.333.333 đồng. Cô chỉ cần nhìn số 23 đầu tiên thôi là yên tâm rồi. Và vị trí đó là leader team truyền thông nội bộ. Đây là một offer tốt, tôi nghĩ như vậy. Bây giờ xin mời ứng viên cũng như sếp Lan trao đổi với nhau. Đầu tiên em cảm ơn sếp Lan đã cho em một cơ hội. Cảm ơn cả sếp Hiếu. Thật sự em đang ở lứa tuổi 30, đang lứa tuổi là quá độ. Từ một bạn nhân viên và chuyển thành lên quản lý, một người thanh niên qua đàn ông. Nên có những cái tầm nhìn của em thật sự nó còn chưa được rộng và sâu như các sếp. Thì các sếp ở đây đã nhận xét đúng về em. Chị An đã là một người cho em cơ hội thì em rất là cảm ơn sếp Lan rất là nhiều ở đây. Chắc là em sẽ muốn hỏi sếp Lan trước là những cái yêu cầu của sếp Lan như thế nào. Tức là hiện nay đối với công ty Atlantic ấy, thì có một công ty mẹ sẽ là sở hữu tất cả các ban. Trong đấy thì có ban PR Marketing. Và ban PR Marketing thì sẽ cung cấp dịch vụ PR Marketing cho các công ty phía dưới. Nó có một cái vấn đề là nhiều khi nội bộ không hiểu được sản phẩm và dịch vụ của nhau, hay thậm chí là nội bộ cũng đang không hiểu được những cái chiến dịch truyền thông marketing, thì chúng tôi đang bỏ ngỏ một cái vị trí như vậy. Thì rất là muốn bạn về, tuy là vị trí leader nhưng bạn sẽ làm việc dưới giám đốc marketing, và chúng tôi sẽ cho bạn thời gian để bạn có thể thăng tiến lên manager. Bây giờ tôi muốn lắng nghe quyết định từ bạn. Dạ, em cảm ơn sếp Lan đã cho em cơ hội. Em sẽ về với sếp. Vâng ạ. Và ngay sau đây sẽ là lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa sếp Lan và bạn Thắng. Xin mời. Ngay sau đây là sự xuất hiện của cặp ứng viên Đào Nguyễn Ánh và Đặng Quốc Quang. Đào Nguyễn Ánh là diễn viên, nhà sáng tạo nội dung với hàng triệu lượt theo dõi. Quốc Quang với 15 năm kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực marketing. Hai ứng viên sẽ cùng tranh biện qua chủ đề freelancer, làm việc tự do sẽ là xu thế làm việc hay chỉ là trào lưu. Freelance nó là một cái xu hướng ạ, bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu và mong muốn của các bạn trẻ hiện nay. Nó chưa bao giờ là xu hướng, nó là một mô hình công việc cá nhân. Freelancer chúng ta phải chấp nhận về cái tính, nó là tính tự giác rất là cao. Freelancer nó phải nên được tiếp diễn chứ nó đâu phải đơn thuần là xu hướng. Thực sự cái mục tiêu của em lên chương trình này là gì? Hội tụ lại tất cả các doanh nghiệp và mình sẽ tạo ra những cái giải pháp. Em muốn là thử sức mình xem có thể đi được đến đâu. Không phải là mục đích chính của em đến đây để PR cho bản thân mình ạ. Ứng viên nào sẽ may mắn đi tiếp và nhận được những lời đề nghị hấp dẫn từ phía các sếp, hãy đón xem. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ đến với vòng đối mặt của cặp ứng viên tiếp theo. Đào Nguyễn Ánh, 24 tuổi, đến từ Hà Nam, hoạt động ở nhiều vai trò, ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, sáng tạo nội dung số, sở trường hài kịch, phim, ca nhạc. Sở hữu hai kênh YouTube đạt nút vàng, trong đó kênh YouTube cá nhân đạt hơn 1 triệu người đăng ký, đóng góp cho một kênh YouTube chung đạt trên 1,24 triệu người đăng ký. Tôi đã biết đến là một diễn viên hài cũng như là một KOL, một nhà sáng tạo nội dung.
cũng đã có những cái thành tích nhất định trên mạng xã hội với những clip nhạc chế parody rất là nhiều lượt xem. Ngày hôm nay tôi đến với chương trình Cơ Hội Cho Ai thì tôi mong muốn rằng sẽ đưa được những cái thương hiệu doanh nghiệp vào trong những cái sản phẩm nghệ thuật, bởi vì nghệ thuật thì rất cần doanh nghiệp trợ giúp về nguồn vốn, còn doanh nghiệp thì cũng cần đến nghệ thuật để có thể truyền tải được cái thương hiệu cũng như là sản phẩm của doanh nghiệp. Thì mong rằng ngày hôm nay tôi sẽ chinh phục được các sếp. Đặng Quốc Quang, 32 tuổi, đến từ Huế. Hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing, từng cộng tác với nhiều thương hiệu, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế. Có thế mạnh về xây dựng thương hiệu và bán hàng đột phá bằng việc sử dụng thương hiệu cá nhân, sáng tạo nội dung nghệ thuật, truyền thông giải trí trong sản phẩm dịch vụ. Tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành marketing và có một thời gian tôi đã thử sức với khởi nghiệp. Tuy nhiên, trong hơn 3 năm tôi đã gặp khó khăn và hôm nay đến với Cơ Hội Cho Ai, tôi tìm một cái nơi để cho mình gắn bó, cống hiến cũng như xây dựng sự nghiệp mình tại đó. Tôi có một câu nói rất là tâm đắc cũng như đó là cái phương châm sống của tôi: đừng theo đuổi sự thành công mà hãy theo đuổi sự học để trở nên ưu tú hơn. Khi đó thành công sẽ theo đuổi bạn. Lời đầu tiên thì cho em xin gửi một lời chào đến các sếp cũng như là anh MC Đi Tiến Dũng cũng như là tất cả khán giả đang xem truyền hình ạ. Em là Đào Nguyễn Ánh, năm nay em 24 tuổi ạ. Thì em đã có kinh nghiệm 3 năm trong lĩnh vực là freelancer và KOL trong một công ty giải trí. Em phải đảm nhiệm những nhiệm vụ như là viết kịch bản cho những cái sản phẩm nhạc chế cũng như là làm diễn viên. Và ngoài ra thì em có sáng tạo thêm những cái nền tảng mạng xã hội riêng của bản thân mình, ví dụ như là YouTube, TikTok và có những kênh đều đạt hơn 1 triệu cái đăng ký. Ngày hôm nay em đến với Cơ Hội Cho Ai thì em mong muốn rằng sẽ tạo những cái điều mới mẻ cho chương trình. Ví dụ như em sẽ đưa những cái sản phẩm mà thương hiệu của doanh nghiệp vào trong những cái sản phẩm nghệ thuật giải trí, ví dụ như đưa vào những cái tiểu phẩm hài hay đưa vào những cái clip nhạc chế parody ngắn để làm sao mà có thể lan tỏa được cái thương hiệu cũng như là sản phẩm của doanh nghiệp đến với khán giả một cách thoải mái nhất. Xin chào quý vị đang có mặt ở đây và các sếp ạ. Em tóm gọn cái lộ trình công việc của em qua 3 giai đoạn. Giai đoạn từ 2006 đến 2012, em được bén duyên với báo Hoa Học Trò và bắt đầu với các công việc là truyền thông báo chí. Có những cái thành tựu như là mình đã là người tiên phong khai phá mảng sáng tạo nội dung truyền thông báo chí về lifestyle, thời trang tại khu vực miền Trung. Và cái giai đoạn thứ hai là từ 2013 đến 2018 là em bắt đầu nam tiếng. Em được làm với những cái khách hàng là cá nhân, các cái thương hiệu sản phẩm cũng như các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước. Và một cái giai đoạn thứ ba đó là từ 2019 đến 2022, em bắt đầu gác lại các cái công việc cá nhân để em bắt đầu khởi nghiệp với 15 năm kinh nghiệm thực chiến trong ngành marketing, xây dựng thương hiệu cũng như là bán hàng đột phá. Em mong muốn mang đến những cái sáng kiến, giải pháp để tạo ra những cái sự đột phá cho doanh nghiệp của các sếp ạ. Và sau đây, xin mời chủ đề của phần đối mặt. Freelancer, làm việc tự do, đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến trên toàn thế giới. Theo bạn, đây sẽ là xu hướng việc làm của Việt Nam hay chỉ là trào lưu? Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tranh biện và hệ thống đèn của trường quay sẽ chọn ngẫu nhiên ra đâu sẽ là ứng viên đầu tiên trình bày quan điểm của mình. Xin mời. Như vậy là bạn Quốc Quang sẽ là người đầu tiên trình bày quan điểm của mình. Trong các cái công việc hình thức và cái công việc tự do, theo quan điểm của em nó vẫn sẽ tồn tại và nó không phải là một trào lưu. Thông qua hình thức đó người ta cống hiến và người ta đưa ra một cái chất lượng công việc kết quả cuối cùng tốt và các cái nhà tuyển dụng là các doanh nghiệp người ta vẫn chấp nhận rằng hình thức đó đối với các cái ứng viên thì cái việc làm tự do freelancer nó vẫn sẽ tồn tại. Tại sao freelancer lại là một xu hướng theo anh nhận định? Với anh nó chưa bao giờ là xu hướng. Nó là một cái hình thức công việc cũng như là một cái mô hình công việc cá nhân freelancer mà nó đã có từ rất lâu và đến bây giờ nó vẫn tồn tại. Công việc này có phải là một công việc mà để cho đa phần các bạn trẻ phải theo không ạ? Sẽ tùy vào cái tính chất công việc của người bạn, tùy cá tính, tùy cách làm việc và tùy cái doanh nghiệp mà bạn đang làm việc. Thì từ đó bạn sẽ chọn một hình thức làm việc nào cuối cùng chung quy lại đó chính là chất lượng, kết quả của công việc, của những cái sản phẩm giá trị bạn mang lại cho doanh nghiệp và cả hai bên đều cảm thấy là đồng tình
và đồng ý với cái hình thức làm việc đó. Với anh, đó là một cái hình thức làm việc nó sẽ trường tồn và nó sẽ song song với các cái hình thức làm việc khác như là hình thức mà toàn thời gian. Sau đây sẽ là phần trình bày quan điểm của bạn Đào Nguyễn Ánh. Theo em thì em thấy là freelance nó là một cái xu hướng ạ của các bạn trẻ, bởi vì nó đáp ứng được cái nhu cầu và mong muốn của các bạn trẻ hiện nay. Nó đáp ứng được về cái độ linh hoạt cũng như là cái khả năng kiểm soát về công việc. Khi mà chúng ta làm freelancer thì chúng ta có thể làm việc bất cứ lúc nào mình muốn hoặc mình yêu thích, miễn làm sao mình có thể đảm bảo được là cái thời gian hoàn thành công việc là đúng hạn. Với thứ hai là freelancer chúng ta có thể lựa chọn cái dự án mà chúng ta cảm thấy phù hợp. Cái thứ ba đó là làm freelancer chúng ta có thể làm nhiều công việc cùng một lúc, bởi vì freelance nó là một cái công việc rất là đa dạng mà. Nên chúng ta làm được nhiều công việc cùng một lúc thì nó giúp chúng ta có một cái cảm giác cuộc sống nó vui vẻ hơn, nó nhiều cái mới hơn đến với mình. Có cái cơ hội được tiếp cận được với những cái công ty nước ngoài thì giúp chúng ta có một khả năng tăng thêm thu nhập. Nhưng mà cái gì thì nó cũng có kiểu có hai mặt đấy ạ. Thì em nghĩ là freelancer nó có một cái nhược điểm nhất định, đó là đây là một công việc mà nó không ổn định. Freelancer chúng ta phải chấp nhận được cái tính, nó là tính tự giác rất là cao. Thì theo như những cái lập luận mà tích cực của bạn đưa ra thì Quang thấy là cái hình thức mà freelancer nó phải nên được tiếp diễn chứ nó đâu phải đơn thuần là xu hướng. Các bạn trẻ hiện tại bây giờ họ những thích bay nhảy hơn, họ thích tự do hơn, họ thoải mái với thời gian ấy. Em nghĩ là đấy là một xu hướng chứ. Theo những cái cách bạn vừa nói thì nó giống như là một cái công việc mà nên phải có và nó sẽ được trường tồn rất là lâu dài. Theo em nghĩ là cái xu hướng nó không phải là cái nhất thời, cái trào lưu mới là cái nhất thời. Thực tế ra là cả hai em đều có cái brand name, có cái thương hiệu cá nhân rồi. Thì anh muốn hỏi thực sự cái mục tiêu của em lên chương trình này là gì? Em muốn hội tụ lại tất cả những cái kinh nghiệm, cái trải nghiệm của mình lại để cùng với một cái sản phẩm dịch vụ nào đó của các doanh nghiệp và mình sẽ tạo ra những cái giải pháp, những cái chiến lược về marketing, về branding và các cái mô hình kinh doanh. Em đã từng sáng tạo nội dung số, em đã từng làm những cái mà sản phẩm nhạc chế hàng chục triệu lượt xem. Thì em muốn là thử sức mình xem có thể đi được đến đâu và muốn ứng tuyển một cái vị trí nó như kiểu là freelance về mảng truyền thông ấy. Mà yếu tố mà thử thách bản thân thì em có cái yếu tố là muốn PR cho thương hiệu cá nhân của mình không? Lên truyền hình thì đương nhiên là nó cũng là một cái cơ hội cho mình. Thì em cũng luôn đón nhận nó. Chứ không phải là một mục đích chính của em đến đây để PR cho bản thân mình ạ. Lúc nãy Ánh có nói về việc là sự tự giác khi mà làm vị trí là freelance. Thế thì Ánh có thể chia sẻ rằng là bạn có cái sự tự giác đó như thế nào khi bạn làm công việc này được không? Thực ra thì khi mà nhận một cái sản phẩm hay là nhận một cái deadline từ đâu đó, cái đầu tiên là em luôn muốn là giữ được cho mình hình ảnh tốt. Trước tiên là em sẽ làm đúng theo cái deadline của họ đưa ra, vẫn phải đảm bảo được cái sự gọi là chất lượng của sản phẩm nó tốt nhất để làm sao mà cái sản phẩm của mình nó không phải là chỉ cho doanh nghiệp xem mà còn tất cả những khán giả, mọi người cùng xem cái sản phẩm đó nữa. Anh thấy cái công việc của tụi em muốn hướng tới cũng như là những cái công việc mà tụi em đã từng làm nó liên quan tới cái việc là đưa ra cái thông điệp về cá nhân, đưa ra cái thông điệp về sản phẩm. Nếu như coi hai tụi em đang là sản phẩm ngày hôm nay và tụi em đang giới thiệu đó tới các sếp đi, thì anh thực sự thấy không có hấp dẫn. Cho nên anh hy vọng là nếu mà bạn nào được đi tiếp vào vòng trong thì các bạn sẽ có một cái sức bật nó tốt hơn hoặc là làm một cái gì đó là chính các bạn hơn để mà nó thật sự nó thu hút anh. Và hiện tại thì anh vẫn chưa biết sẽ vót chai bởi vì anh cảm thấy là hai bạn đều không hấp dẫn được anh. Tôi thì cũng đồng quan điểm với sếp Tiến. Đấy là khi mà đọc hai CV của các bạn này thì rất là khủng. Nhưng thực tế thì không hề được thuyết phục. Có thể các ứng viên của chúng tôi toàn là những người khi mà vào việc thì họ sẽ thể hiện tốt hơn. Có lẽ xin mời các sếp có thể đưa ra bình chọn của mình luôn. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng theo dõi kết quả bình chọn. Xin mời. Vâng, như vậy là có tới 6 trên 7 sếp là vote cho bạn Đào Nguyễn Ánh và chỉ có một phiếu dành cho bạn Đặng Quốc Quang. Như vậy là bạn Đào Nguyễn Ánh sẽ là người đi tiếp vào vòng chinh phục và rất tiếc là phải chia tay bạn Quang ở vòng đấu này. Thưa các sếp, thưa quý vị khán giả, sau đây thì chúng ta có thêm một món quà nho nhỏ đến từ bạn Ánh trước khi bạn bước vào vòng chinh phục. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
mênh mông ta ra đại lộ nơi phố hoa. Một nụ cười tỏa sáng giữa những nẻo đường ta bước qua. Tuổi trẻ còn dài lắm, hai tay nắm chặt mơ ước nhà. Để một ngày nào đó nhắc đến huyền thoại là chính ta. Này còn thơ bé, dòng người trước mặt ta quá ư lạ lẫm, không giống ngày nào bên ông bà. Vẫn tiếng còi xe nhưng chẳng phải là của cha. Ngoảnh mặt lại thì thấy bóng dáng của mẹ dần ló ra. Phút chốc nhận ra ta biết hiện tại mình đã lớn, mang đôi bàn tay bao hiếu lấy cha mẹ trả ơn. Bao nhiêu mồ hôi cha đánh đổi từng ngày lo lắng, mẹ nhiều lắm khóc khi đứa con này chẳng đủ ăn. Từ đồng lúa mênh mông ta ra đại lộ nơi phố hoa. Một nụ cười tỏa sáng giữa những nẻo đường ta bước qua. Tuổi trẻ còn dài lắm, hai tay nắm chặt mơ ước nhà. Để một ngày nào đó nhắc đến huyền thoại là chính ta. Tôi hỏi nhỏ là bài này có phải là bạn viết riêng cho chương trình không ạ? Khi mà em đăng ký tham gia chương trình này thì em cũng muốn biểu diễn một cái tiết mục mà em giỏi nhất, tức là parody nhạc chế, sáng tác một bài hát riêng cho chương trình luôn. Như lời bài hát anh có viết thì là em là sinh ra ở quê, ở thành phố Phủ Lý, Hà Nam. Tên như bài hát là Từ Nơi Tôi Đi, cho nên em đến muốn ra một cái nơi mà thành phố đại lộ ấy, kiểu kiếm một cái công việc, một cái cơ hội cho bản thân mình. Bài hát vừa rồi của bạn thì ngoài là phần trình diễn giúp cho không khí của chương trình thay đổi, cũng là một phần thể hiện tài năng của bạn, và ở góc độ nào đấy thì cũng thể hiện được hoàn cảnh cũng như là mong muốn của rất nhiều người đến tham dự chương trình này. Cảm ơn bạn. Vâng. Bạn Đào Nguyễn Ánh rất xứng đáng để có được cơ hội gửi gắm mong muốn của mình vào chiếc vali này. Xin mời em hãy nhập mức lương kỳ vọng của em vào đây. Xin mời. Bạn chốt mức lương này chưa? Em nghĩ ra rồi. Mức lương kỳ vọng của bạn đã được gửi vào hệ thống. Và sau đây thì xin mời bạn sẽ quay trở lại sân khấu chính. Nếu mà em mà về với DH Food ý, thì cái chuyện sáng tác bài hát về gia vị Việt nó không thành vấn đề đúng không? Bất kỳ một cái chủ đề nào thì em cũng có thể viết thành bài hát được hết. Kể cả dù là nhạc chế hay là nhạc tự sáng tác thì em cũng đều làm được. Okay. Vâng. Cảm ơn em. Ở đây 6 sếp cũng đều là những người rất là tinh. Dạ. Cũng sẽ biết được cái mong muốn của em như nào. Nên anh muốn hỏi em một câu. Cái hướng em muốn cộng tác, hợp tác với các sếp ở đây là theo hướng freelancer hay là full time? Mà cộng tác theo freelancer ạ. Bởi vì là em thì hiện tại có rất nhiều những cái dự án bên ngoài nữa. Em đang chủ yếu đóng những cái tiểu phẩm hài cho các bên ạ. Cả đóng cả truyền hình nữa. Nên là chắc là em sẽ không có nhiều thời gian để mình làm full time được. Em có thể là kiêm được những vị trí, ví dụ như là em có thể viết content cho cái sản phẩm đó, hay là em đạo diễn, hay em diễn xuất, hay là em sáng tác, nhạc chế những cái tiểu phẩm, những cái MV liên quan đến sản phẩm đó được. Dạ. Ok, anh thấy em đã chân thật hơn rồi đấy, có bài học ngay cho mình. Nút xanh này dành cho em. Dạ. Vâng, có một nút xanh dành cho bạn. Với Abimoda thì cái vị trí mà bạn mong muốn nó sẽ không phù hợp. Vậy nên là tôi xin phép ấn nút đỏ. Bạn Đào Nguyễn Ánh vẫn có hai nút xanh và điều đó đồng nghĩa với việc là bạn đủ điều kiện để bước vào vòng tiếp theo có tên là Cơ hội cho ai. Xin chúc mừng bạn Đào Nguyễn Ánh. Tôi sẽ offer cho bạn vị trí giám đốc sáng tạo, hợp tác theo phương án là freelancer, và cái offer này của tôi sẽ chi trả theo những cái KPI chúng ta sẽ có thỏa thuận cụ thể sau chương trình. Em chỉ muốn hỏi là anh Hiếu có thực sự cân nhắc cái việc là vị trí giám đốc sáng tạo mà lại là freelance không? Có thể là về chuyên môn của bạn sẽ không phù hợp để sáng tạo về sản phẩm, sáng tạo về định hướng phát triển kinh doanh, nhưng đâu đó lại phù hợp với việc sáng tạo các cái nền tảng content phù hợp với digital. Giám đốc sáng tạo hơi khó vì bạn ấy sẽ không có nhân viên, bạn là cộng tác viên, tức là sẽ là vị trí cộng tác viên để phát triển.
cái mảng kênh digital. Và có thể như mình nói đấy là phát triển cả sáng tác bài hát về Gia Vị Việt. Tôi nghĩ là các sếp nên thể hiện mong muốn của mình bằng con số cụ thể. Đó là mức lương mà các sếp sẽ offer tới ứng viên của chúng tôi. Tôi muốn giới thiệu tới các sếp cũng như quý vị khán giả mức lương kỳ vọng của Đào Nguyễn Ánh. Xin mời. $27 triệu. Sau đây chúng ta sẽ đến với phần offer của các sếp. Xin mời. $25 triệu, một mức lương dành cho vị trí cộng tác viên kênh digital đến từ sếp Nguyễn Trung Dũng. Nhưng rất tiếc là lại thấp hơn mức lương kỳ vọng của bạn. Không sao, chúng ta vẫn còn một niềm hy vọng nữa đến từ sếp Trung Hiếu. $28.868.686. Vâng, với vị trí là giám đốc sáng tạo freelancer, và xin chúc mừng bạn. Vâng, bây giờ liệu deal có được chốt hay không thì còn tùy vào cái phần trao đổi này. Xin mời bạn có thể trao đổi cùng với sếp Hiếu để biết rõ thêm về công việc của mình. Đầu tiên em cảm ơn anh đã offer em mức lương này ạ. Em hỏi sếp là cái nơi làm việc của em ấy sẽ là ở Hà Nội hay là ở Sài Gòn ạ? Đầu tiên là nơi làm việc của em nó sẽ ở Hà Nội. Anh đã nói rồi, offer này là vị trí freelancer và nó sẽ kèm theo KPI. Em có thể chia sẻ một cái sản phẩm sáng tạo của em khi mà em post lên các nền tảng của em thì tối thiểu được bao nhiêu lượt view. Thực ra là em làm cách đây 3-4 năm trước rồi. Em đã làm cho một bên công ty giải trí, em sản xuất những cái sản phẩm nhạc chế. Những sản phẩm cao nhất thì là hiện tại bây giờ trên kênh là tầm 36 triệu view. Đến bây giờ thấp nhất thì chắc là tầm 1 triệu. Khi em bắt đầu làm 2019 á, là đa phần nó toàn đều là lên top thị hành cả. Ok, anh sẽ chia sẻ dựa vào những cái yếu tố chỉ số em đưa ra thì KPI dành cho em sẽ là tối thiểu một tháng sẽ có 2 sản phẩm sáng tạo và sẽ có cái số view tối thiểu như cái mà em vừa chia sẻ. Thì cái lượt view anh đưa ra offer cho em nó cũng sẽ phải tương đương như cái lượt view tối thiểu là như vậy. Về cái lượng view bây giờ ấy, thì em cũng không chưa chắc đã đảm bảo được, bởi vì là bây giờ cái nền tảng số nó cũng khác. Còn lại thì về sản phẩm thì số lượng sản phẩm thì em cũng nghĩ là em có thể làm được. Em có thể đề xuất một cái lượng cam kết tối thiểu, bởi vì là nó còn phụ thuộc vào khán giả nữa, phụ thuộc vào người xem, phụ thuộc vào những cái độ phổ biến hay là nội dung của mình nữa. Em cũng chưa dám cam kết là số lượng bao nhiêu được. Cái này cho em binh bản chút xíu là em cũng có kênh tương đương như vậy, nhưng mà khi mà nội dung mình không bắt trend thì nhiều khi 5.000 cũng không đạt được. Chứ đừng có nói là cam kết cái số 100.000. Cho nên là em nghĩ là con số mà vài triệu là em nghĩ là khó khăn. Nhưng mà bây giờ em có thể là cam kết, ví dụ như là tổng số view đi. Ví dụ như em thấy 2 clip của em mà không đạt số view đó, em có thể tự chủ động làm thêm clip thứ 3, clip thứ 4, clip thứ 5 để làm sao tổng số view đạt được. Cho sếp Hiếu thì sao? Em dừng lại. Sếp bạn sẽ quyết định là lựa chọn phương án là từ chối deal này. Dạ. Tôi đánh giá là khi mà chúng ta lựa chọn cái phương án làm freelancer, việc đầu tiên chúng ta phải định vị được bản thân mình đang ở đâu. Và những cái chỉ số đưa ra đối với đối tác của mình, dù là tôi hay dù ở trên sóng truyền hình hay là ở thực tế ngoài công việc ngoài kia, cũng phải có những cái cam kết chỉ số nhất định thì người ta mới thuê mình làm freelancer. Còn nếu như bạn không đủ tự tin thì tôi nghĩ là bạn cũng phải có một cái quá trình là định vị lại bản thân mình để tìm ra những cái cơ hội phù hợp, tìm ra cái định hướng phát triển về công việc cũng như là phát triển thương hiệu của cá nhân để tốt hơn. Cảm ơn bạn. Thực ra khi mình từ chối thì mình cũng rất là phân vân và cũng rất là tiếc, nhưng mà thôi thì chắc là có lẽ là mình và sếp đều không tìm được tiếng nói chung, cũng như là không tìm được một cái cam kết nhất định dành cho nhau, thì mình xin rút cũng là một cái hành động đẹp để một mai nó có duyên thì chúng ta sẽ vẫn có thể làm việc với nhau. Là một freelancer, mình hoàn toàn có thể cân nhắc các công việc, các kế hoạch của mình, các dự án của mình, và nếu thấy là không đảm bảo tiêu chí để đáp ứng với lại mong muốn của doanh nghiệp thì mình hoàn toàn có thể từ chối, và đấy là một hành xử hết sức trách nhiệm và cũng rất đẹp. Xin cảm ơn em rất nhiều. Vâng. Thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi, và sẽ còn nhiều cặp ứng viên tâm huyết khác, và còn nhiều vị trí hay khác, còn nhiều mức lương tuyệt vời khác nữa đang chờ chúng ta. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hãy đón xem Cơ hội cho ai mùa năm phát sóng vào lúc 20:30 thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV3 và 21:30 trên kênh YouTube Alo Media Entertainment.
Nhân viên luôn luôn là số 1. Trong một công ty thì nhân viên cũng là người tìm kiếm khách hàng. Nếu mà không có nhân viên thì ai sẽ là người tìm khách hàng? Nếu khách hàng không hài lòng thì cùng lắm bạn mất một khách đó. Còn nhân viên không hài lòng bạn mất tất cả những khách mà nhân viên đã phục vụ. Nhân viên vẫn phải luôn là số 1. Thế thì vì sao mà khi vào thời kỳ suy thoái thì nhân sự là thứ mà công ty cắt giảm đầu tiên? Thì khi mà không có đơn hàng thì họ không có doanh thu. Thì không có doanh thu thì họ không có thể làm mà chi trả tiền cho nhân viên được và các cái chi phí khác ấy. Nếu như là anh trả lời câu hỏi này thì anh sẽ trả lời doanh nghiệp mới là số 1. Chúng ta đang ở giai đoạn nào thì chúng ta sẽ đưa thứ tự ưu tiên đấy lên vị trí hàng đầu. Đối với tôi không quan trọng là nhân viên quan trọng hơn hay khách hàng quan trọng hơn. Bản chất của mỗi doanh nghiệp phải có nhân viên, rồi từ đó phải kiếm được khách hàng, và hai cái đấy phải tồn tại với nhau.